Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác đến với kênh Trái Phủ Núi. Trái Phủ Núi hôm nay nói nhỏ nha, có tổ chim cây ăn trước này, cây nhãm. Các bác thấy con mẹ nó kêu được không? Chắc là nở con đấy. À, hay là đang ấp nhỉ? Hay là có con nhỏ ở trong mới sao ấy? Có lẽ ở dưới tán cây nó hơi bị nhòe ở cái góc kìa. Mình thấy cái đầu của con chim trèo mào nhô ra rồi, hơi nhòe, các bác thông cảm nhé. Tôi chim chặt màu bây giờ thôi. Kia kìa, có thấy không? Ồ, sao có hai cái đuôi dài thế nhỉ? À, hồi mình sẽ giăng lưới đây bắt luôn. Đang ấp hay sao nhỉ? Có thể không? Hai cái đuôi kìa. Ồ. Kìa. Cái tổ nó kìa. Có thể không? Hai cái đuôi ở cái kia luôn. Bắt về nuôi luôn. Cái bên trên quay xuống nhá. Mình sẽ đặt lưới ở đây. Có cho mà trống nó đang ấp thôi. Hay sao ấy các bạn? Góc kia kìa, bị khuất. Trên cái đầu ngón tay của trái phủ núi kìa, hơi bị khuất ở kia một chút. Trái phủ núi đấy, nhìn thấy cái đít đỏ của nó, thấy không động vào nó nữa. Trước cái kêu ở đây giờ đã phát hiện ra rồi. Đây có một chú trào màu đây này, không biết mái hay trống mà ăn cám khá lâu rồi. Bắt một hai con về nuôi cùng con này. Đưa trái phụ nữ vừa cho quả chuối vào cho nó ăn.